Những năm qua, liên kết trong sản xuất lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Trong đó, mô hình liên kết sản xuất lúa theo hướng đồng bộ ở một số địa phương trong tỉnh được thực hiện mới đây, bước đầu ghi nhận những kết quả rõ nét cho người nông dân. Đăng ký tham gia vào mô hình, anh Nguyễn Văn Quân ở Hợp tác xã Liên Dương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô có trách nhiệm sản xuất lúa theo sự điều hành của Ban Giám đốc Hợp tác xã và hướng dẫn kỹ thuật từ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thời điểm thu hoạch thì thực hiện bán lúa theo hợp đồng. Máy móc thay sức người nên tuy chỉ có 2 lao động nhưng gia đình vẫn có thể cấy 1,4 mẫu. Được mùa, được giá, những người nông dân như anh Quân thực sự phấn khởi. Tôi đăng ký với Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Phương là như vậy là cấy là 1 mẫu tư. Đăng ký 3 năm nay rồi. Thì riêng vụ xuân xuân năm nay thì đấy là như vậy vừa cân cũng đạt được như vậy lên 300 cân. Là nếu mà chi phí tất cả các thứ thì 50% là tối đa thì cũng được 50%. Mô hình được thực hiện trên cơ sở trước đây mà nhiều địa phương đã làm trong trồng trọt, song được nâng cấp và quy định chặt chẽ giữa các bên, doanh nghiệp có trách nhiệm cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm nhiệm khâu tập huấn kỹ thuật cho người nông dân, chính quyền các cấp phối hợp tham gia điều hành quy hoạch vùng. Thời vụ, các hợp tác xã thực hiện tốt các khâu làm đất, nước, bảo vệ đồng ruộng, người nông dân làm theo quy trình kỹ thuật đã hợp đồng. Cuối cùng là doanh nghiệp trực tiếp đứng ra bao tiêu nông sản cho bà con. Địa bàn thực hiện ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh và một số xã ở huyện Kim Sơn với quy mô trên 105 ha, trong đó 5 ha là sản xuất lúa giống, còn lại là thu mua lúa thương phẩm. Thông qua mô hình liên kết giúp cho người nông dân nâng cao trình độ thâm canh lúa, có đầu ra ổn định cho sản phẩm, doanh nghiệp có điều kiện thực hiện mục tiêu sản xuất và kinh doanh với chất lượng tốt. Đặc biệt, một số giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận giống lúa có tiềm năng, năng suất cao như GQ11, Hương Bình, Nếp Hương đã được thị trường tiếp nhận, người nông dân phấn khởi vì được mùa, được giá, doanh nghiệp có thêm điều kiện vật chất, tư liệu để phát triển ngành nghề. Công ty đã thành công những cái bộ giống vừa rồi để tham gia cái chương trình một chuỗi. Thì trong những năm tới, thì công ty đang chọn tạo ra những bộ giống mới. Thứ nhất mà nói là chống chịu sâu bệnh. Thứ hai nữa là năng suất cao. Thứ ba là chất lượng tốt. Thứ tư là thích ứng rộng và nhất là cái vấn đề chất lượng thì làm sao để đối với trong tỉnh Ninh Bình thì phải đảm bảo an ninh lương thực trước hết, sau đó là đến làm cái chương trình xuất khẩu. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các hợp tác xã phát huy vai trò trong chỉ đạo điều hành, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế xã hội. Không có các cái bao tiêu đầu ra cho xã viên thì thấy nó chăn trở, rồi là xã viên làm theo các cái tập quán quen ấy, là gieo vãi để dùng thuốc ốc, thuốc cỏ nó nhiều. Đấy, phân bón thì toàn bằng hóa học cho nên là cái việc mà tiêu thụ đầu ra nó rất khó. Cho nên là những năm gần đây thì hợp tác xã là cũng rất là may được cái liên kết với công ty Hồng Quang, vừa là sản xuất lúa giống vừa là cung cấp phân để cho bà con sản xuất. Thì trong năm 2021 là hợp tác xã đã làm như vậy là hơn 100 ha đối với công ty Hồng Quang. Và được cái là anh bao tiêu tất cả các cái đầu ra cho bà con, cho nên bà con phấn khởi, lúa thì năng suất, cơm thì ngon, cho nên là bà con yên tâm và sản xuất rất là phấn khởi về cái này. Mô hình được đánh giá cao, giống lúa từ doanh nghiệp cung cấp đảm bảo phù hợp thổ nhưỡng, sinh trưởng phát triển tốt và áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ chất lượng cao, giá thành cao hơn lúa thương phẩm đại trà từ 5 đến 10%. Từ kết quả đạt được, bà con nông dân mong muốn mô hình tiếp tục được nhân rộng ở những vụ tới, qua đó nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.